Chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình học online của trường tiểu học Phạm Hùng Thái. Bài học hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về tính diện tích, trang 103 sách giáo khoa. Để tính được diện tích một mảnh đất, chúng ta cần ghi nhớ các bước sau. Muốn tính diện tích một mảnh đất, bước 1, ta chia mảnh đất thành các hình đơn giản đã học như hình tam giác, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông. Bước 2, tính số liệu trong các hình vừa được chia. Bước 3, tính diện tích từng hình. Bước 4, tính tổng diện tích các hình. Bài 1, trang 103 sách giáo khoa. Tính diện tích của mảnh đất có dạng như hình vẽ dưới đây. Hướng dẫn. Bước 1, ta chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật ABCD và MNPQ. Bước 2, tính diện tích hình chữ nhật ABCD. Bước 3, tính diện tích hình chữ nhật MNPQ. Bước 4, tính diện tích toàn bộ mảnh đất. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong chương trình học online của tuần 22.